Chào các bạn, trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ? Và Giáng sinh cũng sắp đến rồi. Xin chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhé. Và bây giờ hãy cùng đến với những tin tức mà Sana 47 mang đến cho các bạn trong tuần này thôi. Như lời đã hứa từ những tuần trước, thì Giáng sinh nay, Sana 47 sẽ mang đến cho các bạn một phần quà vô cùng hấp dẫn. Khi mua một sản phẩm bàn phím phiêu cô bất kỳ tại phòng cách xanh, các bạn sẽ được nhận ngay một bộ keycap calendar 2018. Nhưng số lượng keycap có hạn, nên các bạn hãy nhanh chân lên nhé. Chương trình sẽ kết thúc khi hết vào tặng lét. Hôm nay, phòng cách xanh đã đến tham dự một sự kiện đặc biệt do Inta tổ chức mang tên The Beauty of Empower. Khi đến tham gia sự kiện này, chúng mình có cơ hội chiêm ngưỡng những dàn PC độc nhất do những người tham gia mang đến. Và đây là dàn PC mà phòng cách xanh hân hạnh mang đến để tham gia cuộc thi. Mời các bạn xem qua nhé. Phòng cách xanh rất vui vì đã được học hỏi rất là nhiều cũng như là được mở mang tầm mắt rất nhiều trong sự kiện này đấy. Trong tuần vừa qua, Sun 247 cũng có giới thiệu đến các bạn một sản phẩm màn hình gaming đến từ Asus mang tên XG32Q, kích thước 32 inch, tần số phát là 144Hz. Ngoài ra, thiết kế màn hình hướng khá hầm hố, kết hợp với những dãy đèn LED RGB khiến ai nhìn cũng mê, chạm nghe không bằng mắt thấy. Nên phòng cách xanh đã làm một video để mở hộp sản phẩm, cũng như review về sản phẩm một cách chân thực nhất. Nếu quan tâm về sản phẩm, các bạn có thể nhấn vào link bên dưới video này để theo dõi nhé. Thông tin về cấp phê rác chưa bao giờ là hết hot dù trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Sản phẩm Sabio Core i5-8400 đang có mặt tại phòng cách xanh rồi đấy các bạn. Giá của sản phẩm là 4.649.000. Các bạn có thể yên tâm rằng chiếc Sabio này hoàn toàn mới 100%, nguyên siêu và được bảo hành chính hãng. Hãy liên hệ ngay hotline 028-3929-3031 để biết thêm chi tiết. Đó là những thông tin mà Sun 247 muốn gửi đến mọi người trong tuần từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật ngay những tin tức mới nhất và rinh về nhiều phần quà có giá trị từ Fico Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.